Em chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh với màu đỏ. Thì hôm nay mới nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2021, em Bình lại giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe đến từ hãng xe Toyota. Và nếu như bác nào đang muốn mua cho mình một chiếc xe như này, thật chất, thật đẹp và không có lỗi, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0968 831 280. Các bác nhớ bật chế độ hình ảnh Full HD để chúng ta xem rõ hơn, nét hơn về chiếc xe này. Xin giới thiệu với các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Corolla Altis 1.8G số tự động. Xe được sản xuất vào năm 2016, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Xe mang ngoại thất là màu đen, nội thất cũng màu đen pha với ghế da màu kem, rất là đẹp các bác nhá. Xe chạy hơn 7 vạn. Bây giờ để không mất thời gian của tất cả các bác, thì bây giờ cũng là cận Tết rồi, thì chúng ta thuận mua vừa bán, giá nào cũng bán các bác ạ, lãi chút thôi là bán thôi. Thì xin mời tất cả các bác chúng ta đi vào phần nội thất, ngoại thất, máy móc để xem chiếc xe này nó có đẹp như em nói hay không các bác nhá. Xin mời tất cả các bác. Dạ vâng, như tôi đề em có giới thiệu thì hôm nay cho các bác một chiếc xe Toyota Corolla Altis 1.8G số tự động. Xe được sản xuất vào năm 2016 ạ. Tên tư nhân biển Hà Nội. Xe một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá, màu đen, nội thất kem, biển 30E đúng đời đúng biển luôn các bác ạ. Xe chạy hơn 7 vạn. Về chất lượng xe thì một lần nữa em xin được trân trọng cam kết cho các bác xe không có đâm đụng và không ngập nước gì cả. Còn về giá bán, chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 620 triệu ạ. Giá còn thương lượng và linh động các bác nhé. Giá còn thương lượng và linh động. Xe khá là mới và cứng xe, không bị nhồ nhề gì cả. Nói chung là đã đến với em thì các bác hoàn toàn yên tâm, không bán những chiếc xe nhồ nhề. Và xe phải cứng cáp, phải đẹp, phải chất, không có lỗi, chạy nhiều chạy ít không quan trọng. Cái quan trọng nhất là phải xe cứng và xe không đảm bảo an toàn các bác nhá. Bây giờ em sẽ đi qua một vòng nội thất chiếc xe này để cho các bác ngắm qua. Vào cuối 2016 thì Toyota Corolla Altis đã được lên cái nội thất ghế da màu kem. Còn ngày trước đây thì nó là ghế da màu đen, tất cả màu đen các bác nhá. Đây là nội thất của chiếc xe. Nói chung là bác nào mà muốn ăn chắc mặc bền, gọi là muốn mua một chiếc xe nó đảm bảo cho mình mọi yếu tố, thì đúng là Corolla Altis là một chiếc xe em nghĩ nó vừa đủ sang trọng, lịch sự, chạy bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, vừa đủ dùng. Cái quan trọng nhất, nó là một chiếc xe rất là giữ giá. Rất là giữ giá các bác ạ. Rất đẹp nữa đúng không các bác? Một chiếc xe form mới hoàn toàn từ năm 2014 đến giờ vẫn có cái form dáng như thế này. Wow, lịch sự. Thực ra là em cảm thấy không phải em có xe mà em khen đâu, nhưng mà chạy cái xe Corolla Altis đi, nó là một chiếc xe mà nó khá là phổ thông của người dân Việt Nam chúng ta. Rất các bác mà bác nào làm bộ đội hay công chức ấy, gọi là trung tuổi ấy, rất thích những chiếc xe như này. Thanh niên thì số ít thôi. Nhà thanh niên gọi là bạn nào thích lịch sự thì đúng là đi xe này. Với cái động cơ 1.8 số tự động thì mức tiêu hao nhiên liệu rất là tuyệt vời luôn. Đây cho các bác xem này, 6,5 lít hỗn hợp này, kết hợp này, 8 lít trong đô thị và 5 lít ngoài đô thị. Đó. Bây giờ em sẽ đi quay qua phần máy và phần đầu xe cho các bác xem nhé. Đây là phần đầu xe này các bác. Đây là phần đèn phụ này, sáng bóng, lịch sự, không nứt mẻ. Đèn gầm cũng vậy. Mặt ca lăng đã được độ thêm một ít vạch chrome dưới cho nhìn ngầu xe hơn. Còn đây là đèn pha bên lái. Chúng ta nhìn hệ thống đèn. Về phần thân vỏ xe, tất cả mọi thứ này chúng ta về việc sẵn đi thôi nhá. Quang giúp anh cái nắp capo của anh. Bây giờ em sẽ phở vào phần động cơ cho các bác xem luôn. Đây là vành la răng nguyên bản các bác nhé, đa chấu đó.
Được không? Lật ngang á. Em. Rồi, ok. Xin giới thiệu với các bác, trước mắt chúng ta đây là khối động cơ 1.8 số tự động. Đầu tiên, các bác nhìn cho em cái vách cabo. Tất cả các vách cabo là vẫn còn thẳng đều, không móp méo, cong vênh gì cả các bác nhé. Xe em đã cho dọn máy rồi, do vậy là khoang động cơ rất là sạch sẽ và sáng bóng. Đây, các bác nhìn con ốc chân máy đây. Đó. Đây là phần ốc chân máy các bác nhé. Cabo cũng vậy, tất cả mọi thứ là còn còn zin luôn. Đây, quay phần máy đây. Phần giằng ngang, các bác nhìn phần giằng ngang này. Các bác yên tâm, không có lỗi các bác nhé. Đối với riêng cá nhân em bán hàng có sao thì chia sẻ cho mọi người như vậy. Kể cả là cái vấn đề dọn máy này, dọn cho nó sạch, dọn cho nó mới hơn thôi. Các bác ạ, chứ nó không có vấn đề gì cả đâu. Đây, máy đây các bác nhé. Em đợi em xíu, em mở cái nắp máy cho các bác xem này. Cái độ chất của cái khối động cơ này. Đây các bác nhìn này, tất cả các vạch sơn. Tất cả các vạch sơn, đây, ký hiệu đây. Còn nguyên xe không hề bị thấm dầu hay là thấm gì cả các bác nhé. Đây, vạch sơn đây các bác. Nói chung là cam kết cho các bác là máy số zin. Lên xem xe nếu phát hiện không đúng thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tặng chi phí đi đường cho tất cả các bác. Khoan khoan khoan, đây, rồi, em ấn lại. Ê, khoan, trên một tí nữa. Rồi, ok, đóng lại giúp anh. Các bác hãy nhìn nhá. Đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2022 cơ. Các bác hãy nhìn này, tất cả các chi tiết trên xe, từ cột kèo cho đến kính về che mưa. Nẹp chân kính chrome về che mưa cũng được mạ chrome hết. Tất cả mọi thứ là còn đẹp. Kính lái, kính sau, tất cả mọi thứ đây. Về phần đuôi xe thì mọi người cũng được nhìn thấy này. Đèn zin nguyên bản theo xe. Corolla Active này. Đó. Đèn hậu này. Em vào cốp luôn các bác nhé, giật tranh cái cốp cái, giật tranh cái cốp. Xe này thì không có bấm cốp điện mà bấm ở trên chìa khóa đâu, hoặc là giật lẫy. Rồi. Đây là phần cốp, xe Corolla Active nó là một chiếc xe phân khúc hạng C, do vậy là nó rất là rộng các bác nhé. Đây, các bác hãy nhìn lốp sơ cua, hãy nhìn tất cả các hông cua lốp đây. Nguyên bản các bác nhé. Từ cái bậc cốp sau này không một vết trầy nào cả, rất đẹp đúng không các bác. Rồi bây giờ là đi vào phần nội thất. Quang mở giúp anh hai cánh cửa bên kia, mở giúp anh hai cánh cửa bên kia. Đây là hàng ghế thứ hai này. Xe này là xe phân khúc hạng C nhưng mà rất là rộng, nó rất là rộng, to to đẹp. Đây bệ tì tay, ghế da màu kem, trần kem các bác nhá. Táp ly sau này, táp ly sau bên lái này, keo chỉ cột kèo em xin phép các bác bỏ qua các bác nhé. Từ cái bậc lên xuống các bác nhìn này, nó sáng bóng này, sáng bóng lên và không có chảy xước gì cả, rất là giữ gìn, xe rất là giữ gìn, chạy 7 vạn rồi cơ. Đây là phần táp ly cửa lái các bác này, hệ thống kính điện này. Bậc lên xuống này, ghế lái đây các bác, ghế lái chỉnh điện nhá các bác nhá, 1.8G, mặt gương chỉnh điện này, gương gập điện đầy đủ, cảm biến lùi theo xe. Xe là được sử dụng vô lăng ba chấu bọc da, nút bấm tích hợp trên vô lăng. Đây các bác nhìn này, vô lăng này nguyên bản các bác nhá, bọc da này. Về cái màn hình này thì xe đã được độ lên màn hình rồi, đã được độ màn hình khác, to hơn, đẹp hơn, chất lượng hơn. Camera lùi là đầy đủ các bác nhé, rất là nét và to. Điều hòa tự động là điều đương nhiên. Em rất thích cái kiểu dáng nội thất của con Corolla Active đời mới này. Nhìn nó rất là sang trọng và châu Âu. Củ số đây. Mới lắm. Nói chung là về cơ bản thì xe cũng không có giới thiệu nhiều luôn. Có vậy thôi các bác ạ. Em xin nhắc lại với tất cả các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Corolla
Toyota Corolla Altis 1.8G sản xuất năm 2016, tên tư nhân biển Hà Nội. Em đang chào bán 620 triệu giá còn thương lượng và hành động các bác nhé. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để phần mô tả. Em chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau.